Dạ Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Lâm cũng tiếp tục đi thăm bãi chuột đây cả nhà ơi. Hôm qua thì đi làm về cũng 4 giờ mấy 5 giờ chiều rồi. Lâm cũng tranh thủ đi gài mới bãi chuột hôm nay thăm có không nghe cả nhà. Rồi để thăm có Lâm quay cho cả nhà xem nha. Thì ngày mới Lâm chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe. Và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha cả nhà. Cầu mong những điều bình an luôn đến cho cả nhà mình nha. Rồi để tránh Lâm mất thời gian thì Lâm cũng tranh thủ đi thăm bẫy để cho sớm cả nhà ơi. Thì hôm nay Lâm đi cũng hơi muộn. Bây giờ thì cũng gần 7 giờ rồi cả nhà. Rồi bây giờ Lâm tiến hành thăm bẫy, Lâm mời cả nhà mình cùng theo Lâm trải nghiệm thăm bẫy chuột nha cả nhà. Cả nhà xem video của Lâm mà thấy hay, thú vị, hữu ích thì yêu thích kênh của Lâm và nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Lâm nha cả nhà. Lâm chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ mình đi cả nhà. Lâm quay cái chỗ Lâm bẫy chuột cho cả nhà xem nha. Thì hôm qua Lâm gài cũng gần suối cả nhà. Phía này là suối nè. Hôm nay Lâm đi trễ giờ nắng lên này cả nhà. Còn ở trên này là lộ xe nha cả nhà. Xe chạy quá trời luôn. Rồi cái bẫy đầu tiên của Lâm nha cả nhà. Mà cả nhà thấy nó bươi không? Ủa, nó bươi ăn quá trời luôn cả nhà. Rồi sập bẫy cả nhà. Ngon lành nha. Cũng dùm ở đây là cái lông nó vàng, nó không giống như dưới quê mình cả nhà. Cái lông nó vàng vàng. Này cũng như lứa đó nha. Cái đường đi lắng do luôn à. Rồi lụm hàng. Cái đầu tiên may mắn. Rồi cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà ơi. Khu vực này thì nó cũng gần gần nhà của Lâm ở, nên là tranh thủ đi làm về cái Lâm đi gài cũng được mới 7 cả nhà. Rồi xong luôn. Trời ơi, thua luôn cả nhà ơi. Trời ơi, bị môi nữa rồi cả nhà ơi. Đi rừng nào chứ trời. Trời ơi. Chết quớt luôn cả nhà ơi. Ôi, nó bươi kìa nè. Ê, sao gặp cái vụ này hoài, qua che kỹ quá trời, sao kỳ vậy ta. Ôi, vụ nó khôn thiệt cả nhà ơi. Bươi chứ quớt hết trơn rồi cả nhà ơi. Buồn thiệt chứ. Khu vực này thì Lâm nghĩ là có cống nhum nhưng mà ít nha cả nhà. Cái này là cống nhum nè.
Trung Quốc luôn nhà ơi. Bên này cái nữa cả nhà ơi. Dấu bươi lớn lớn này vậy không nè. Đó. Nè. Có chỗ này là mới ăn hồi tối luôn nè. Đó cả nhà thấy không? Dấu mới chát luôn nè. Đó, mới bươi tối luôn nè. Ôi ơi. Tức dữ cả nhà. Cái bể tiếp theo mà cả nhà ơi, tiếp tục luôn. Rồi Trung Quốc luôn. Trời ơi, hôm qua Lâm cũng dòm kỹ lắm mà trời nó hơi tối nên là không để ý lắm cả nhà. Thấy có cái đường rồi Lâm đẹp đặt cái bẫy luôn mà nó không vô cả nhà. Rồi tới cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà ơi. Qua Lâm có làm dấu à, bẻ cái cây này làm dấu à. Đâu rồi ta? Rồi Lâm kiếm gặp rồi cả nhà. Làm dấu gài ở chỗ này mà làm dấu tuốt ngoài kia nên là cũng kiếm hơi lâu, dính đây cả nhà. Cũng nhầm lứa cả nhà. Cả nhà coi cái đường nó đi nè. Đường nó đi láng dữ lắm luôn. Rất là nhiều đường luôn. Cái bẫy hồi nãy nó bị ủi đó. Nó bươi đó cả nhà. Uổng quá cả nhà ơi. Chuột bị lớn lớn này không ngon thì cả nhà. Có nhung lứa không cả nhà ơi. Cả nhà thấy nó dữ không? Hùng lắm. Rồi tiếp tục cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà ơi. Ở đây gài thì phải làm dấu, Lâm qua Lâm lấy cái cỏ Lâm để ở trên. Rồi Lâm. Lưới lứa gì không cả nhà ơi. Cỡ nhau luôn à. Thì cái này thì cũng ok rồi. Cái này là ok rồi cả nhà. Nãy giờ Lâm thăm cũng mớ bẫy không có dính là Lâm cũng không có quay cả nhà. Rồi Lâm còn 3 cái nữa hết rồi cả nhà. Giờ đi xuống ở phía dưới mé suối mình thăm tiếp cả nhà. Hôm qua Lâm canh cái con cống nhum đó thì nó chết quớt rồi. Cái bẫy hồi nãy ủi đó là cống nhum á, cống nhum bự á. Được đi quá trời. Rồi tới cái bẫy luôn cả nhà. Mình gài mình dí mình bắt nó mà ai sáng lại kết quả là bị ủi. Quá buồn cả nhà. Sập bẫy rồi, dính nè. Dính. Dính cả nhà. Dính nè. Ồ cũng nhìn lứa không cả nhà ơi. Đó. Cũng nhìn lứa không à. Còn né né gì không cũng được rồi. Lứa nào lứa cũng bự cả nha. Đó. Vô đi. Rồi. Tiếp tục cả nhà ơi. Mấy cái này thì gần nhau nên là Lâm khỏi ốp máy cả nhà, để máy quay luôn.
săn bắt thì cũng có lúc thất, lúc chơi trúng cả nhà, vậy nó mới có niềm vui được cả nhà, chứ mình đâu có khi đâu có may mắn mà cứ bẫy trúng hoài được cả nhà. Sập bẫy dính nó đi, làm ơn. Trời ơi, đang ngủ cả nhà ơi, cũng nhung con nè, đang ngủ sướng hết hết tay chưa, vô ăn xong rồi có chỗ để ngủ nghỉ ngơi luôn, ghê. Con này nhỏ nha nha, còn nhỏ xíu à, để làm lấy ghét rồi cái đã. Rồi cả nhà ơi, con này nhìn bé xíu cả nhà, con này cỡ chục cơm mình rồi cả nhà ơi. Rồi lượm hàng luôn, nhỏ nhỏ thì về cho thưởng cho mấy con mèo cả nhà ơi. Rồi làm con cái cuối cùng nữa rồi mình thăm cho nốt luôn cả nhà ơi. Gãy trên gò này thì nó không có ngon bằng gãy dưới ruộng cả nhà. Lòng thích gãy dưới ruộng. Rồi cái cuối cùng không sạch bẫy luôn. Rồi dưới ruộng nó có hàng to rồi mình đi thăm nó mới hồi hộp cả nhà. Còn trên này, trên gò này thì hàng bự vẫn có nhưng mà hiếm lắm cả nhà ơi. Có mà nó ít lắm chứ không có nhiều như dưới ruộng mình. Dưới ruộng gà là cảm giác dữ dằn luôn. Rồi, hôm qua đâm gà 11 cái. Rồi cả nhà ơi, thì hôm qua lâm gà 11 cái, ở trong vỏ 6 cái nè, ở ngoài 5 cái, 11 cái mà dính được có 5 con rồi nha. 5 con chuột này là ngon lắm cả nhà, nó cũng trọng trọng không cả nhà, cũng được. Chuột ở đây là nó cái lông nó vàng vàng vậy, nó không giống như dưới quê mình mà vàng như đen thui cả nhà. Ở đây thì vẫn có chuột mà, chuột cống nhum mà lông đen, nhưng mà lông đen cũng ít lắm cả nhà, có lông nó vàng vàng luốt luốt vậy đó, cống nhum á. Bị lớn này cũng ngon nè, bự hơn chuột cơm mình là thấy im rồi cả nhà. Con chuột này nhỏ nè. Rồi 11, kết quả 11 cái dính được 5 con cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì video của Lâm tới đây cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Thì hôm qua Lâm đi gà thì cũng có ít cả nhà, 11 cái à, thì sáng kết quả cũng được 5 con cả nhà. Thì nói chung là nó bị ủi, bị vui nữa, cái bẫy mà bị bươi đó Lâm tức quá trời cả nhà ơi. Cái đó là cống nhum mày, cống nhum bự á, nó khùng lắm. Ở trên gò này thì vẫn có cống nhum nhưng mà nếu mà bắt được con chuột cống nhum bự thì nó cực kỳ là khó nghe cả nhà, nó không giống gì với ruộng mình. Rồi Lâm cũng kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video ủng hộ Lâm nha. Nếu thấy hay, hữu ích thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Lâm nha cả nhà. Lâm cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi bây giờ Lâm chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo nha cả nhà.